Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. SPTN hân hạnh giới thiệu DVD và CD nghệ sĩ tác phẩm của nhạc sĩ Trúc Giang với chủ đề quê hương và tình yêu. Chương trình gồm 12 tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trúc Giang được hòa âm bởi nhạc sĩ Trúc Hồ và Trúc Sinh. Để mua DVD và CD, xin liên lạc 714-636-1121 hoặc 888-500-2018 hoặc vào trang nhạc SPTN Home Shopping để đặt mua ngay từ bây giờ. Quý vị cũng có thể mua bản gốc Digital Edition trên trang nhà sbtngo.com. Xin mời quý khán giả ủng hộ nhạc sĩ Trúc Giang, quê hương và tình yêu. Vì đời đẹp muôn đóa hoa, êm đềm theo tiếng em ca, hòa với cung đàn. Trúc Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Thưa vị, hôm nay Trúc Giang đang có mặt tại thành phố Rochester, tiểu bang Massachusetts. Và hôm nay phái đoàn biểu tình bao gồm Pháp Luân Công, Trung Hoa Tự Do cùng với một số quân nhân kháng chiến của Việt Nam Cộng Hòa đã có mặt trong cuộc biểu tình để chống lại chế độ cộng sản của Trung Cộng tại Hoa Kỳ. Ông tiến sĩ Hà Văn Hải đã có mặt trong ngày hôm nay, thì đặc biệt là về việc tranh đấu cho Việt Nam tự do của chúng ta hiện nay. Ông là một trong những người suốt gần 40 năm nay đã luôn lúc nào cũng tranh đấu cho một đất nước Việt Nam tự do. Và hôm nay cái thảm họa mà cái đe dọa của Trung Cộng lại càng mạnh hơn, nhất là khi chúng ta đang sinh sống tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, và nơi đây có một cái khu phố Tàu. Và họ đã từ Tết Nguyên Đán tới đây họ đã treo lá cờ Trung Cộng cùng với lá cờ của Đài Loan, lá cờ của Trung Hoa Tự Do. Thì ông có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình cũng như là lý do cái cuộc tuần hành trong ngày hôm nay. Kính chào quý vị khán giả của đài SPTN, kính chào Trường Giang. Chúng tôi rất là vui và được quý vị gặp gỡ quý vị đồng hương ngày hôm nay ở Massachusetts cũng như các tiểu bang khác. Cái lý do mà anh em chúng tôi có hiện diện ngày hôm nay ở đây đó là, thứ nhất, chúng tôi muốn cho thế giới và những người dân Trung Hoa Kỳ hiểu thế nào là hiểm họa của Trung Cộng. Hiểm họa của Trung Cộng không những cho Á Châu mà có thế giới cũng như là ngay tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi, là những người bạn thân của chúng tôi, như là ông tiến sĩ George là người làm việc của chúng tôi 25 năm và ông Mike ở Boston này đã làm việc chung sức với nhau để cho một cái chế độ cộng sản Việt Nam cũng như là chế độ cộng sản của Trung Cộng phải sập đổ. Và chúng tôi mong rằng đồng hương cũng như tất cả những người công dân Hoa Kỳ đó cùng nhau đóng sức để không còn chế độ cộng sản ở nơi nào, nhất tại Hoa Kỳ. Ông cho biết là ông tranh đấu chống lại chính quyền Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Kỳ, và chúng tôi vừa đề cập tới là lá cờ Trung Quốc đã hiện diện tại thành phố Boston cũng nhiều tháng nay, nhưng hình như không có một động thái nào hoặc là một cái kế hoạch nào để trực tiếp nói chuyện với nhất là thành phố của Boston, thị trưởng thành phố Boston hoặc là những người trong City Council của Boston. Thì ông có thể cho biết thêm những tiến trình mà ông có thể làm, và cũng như là đại diện của Pháp Luân Công cũng như là người Đài Loan, thì họ đã làm gì để có thể lấy cái lá cờ đó xuống, hoặc là làm thế nào để cho họ biết là chúng ta chống cộng ở đây là thật sự có ảnh hưởng chứ không phải là chỉ nói. Thưa quý vị, thế này là hồi Tết Nguyên Đán á, thì những lá cờ của Trung Cộng á, tất cả thành phố Boston ở chợ Chinatown đến ngày hôm nay đó là có những lá cờ đó đã bị hạ xuống. Còn một số người đó họ có lá cờ của họ là bởi vì họ có những cơ sở làm ăn buôn bán của Trung Cộng ở đó. Bởi vì đó, nước Mỹ này là một nước tự do, và những người nào họ muốn treo cờ ở trong cái phần đất của họ thì họ có quyền treo. Nhưng mà đó, Pháp Luân Công cũng như là người Đài Loan đã cố gắng đấu tranh. Là quý vị nhìn thấy đó, những lá cờ được thay thế, và những lá cờ của Trung Cộng còn lại đó là bạc màu và không có sự thay thế, thì chứng tỏ rằng đó họ đang làm việc và làm sao để cho cái thành phố Boston này và cho hiểm họa đó, những lá cờ của Trung Cộng không còn nữa. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng là đó, cái hiểm họa đó, dịch Vũ Hán đó, từ do Trung Cộng mà ra. Thành thử đó, có nhiệm vụ của họ, họ sẽ làm từ từ. Bởi chúng ta thấy có mấy tháng thôi mà những lá cờ được thay thế, cái cổng của thành phố Chinatown đã được thay thế bằng lá cờ Trung Hoa Tự Do. Thì được quý vị thấy họ làm việc rất là ôn hòa theo tinh thần dân chủ, và chúng tôi yểm cho họ. Bởi vì đây là cũng như chúng ta thấy nếu có một lá cờ Việt Cộng
ở Dorchester thì nhiệm vụ của người Việt Nam sẽ đứng ra và chống lại. Rất may mắn cho chúng ta và chúng ta đó rất là hãnh diện, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đó luôn luôn ở trong thành phố Boston, ở luôn ở trong thành phố những nơi nào có dân cư đông ở trong tiểu bang Massachusetts cũng như quốc gia các nước trên thế giới. Thì chúng tôi xin chia sẻ đây là cái sự đấu tranh của chúng ta và chúng ta thành công, và người Trung Hoa họ đang làm việc đó nhưng phải có thời gian. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi có mặt tại thành phố Rochester và hôm nay thì chúng thấy có những một quân nhân kháng chiến của Việt Nam Cộng Hòa đã cùng tham gia chung với phái đoàn của người Đài Loan và người Pháp Luân Công đã có mặt trong cuộc biểu tình, tuy rằng rất là nhỏ nhưng mà nó có một cái hình thức và ảnh hưởng rất lớn đối với trong cộng đồng của chúng ta, vì chúng ta luôn là cũng chống cộng và nhất là chống chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang hoành hành ở khắp mọi nơi. Ông Trinh, ông có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình trong cuộc biểu tình ngày hôm nay? Kính chào Trường Giang và quý thính giả đài SBTN ở Boston. Thì tôi là Quỳnh Văn Chính, rất vui được tham gia đi diễn hành với cái ngày mà để chống tàu, vì mình đòi hỏi là tàu nó phải Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, mà tàu thì nó gian ác lắm, nó hại tất cả người trên thế giới này, cái vụ Covid này á. Cho nên chúng tôi muốn là tàu cộng get out Việt Nam đó, và tất cả thì nói chung là tàu á là mình phải chống đến cùng, đóng tới khi nào mà sức tàn lực kiệt để đem lại cái tự do trên thế giới này, mà riêng đặc biệt cho Việt Nam. Hôm nay Trường Giang thấy tiến sĩ Hà Văn Hải là mặc cái bộ áo dài khăn đóng của Việt Nam mà màu vàng và mang lá cờ nền vàng ba chọc đỏ của chúng ta rất là oai phong. Thì ông có thể cho biết là cái ý nghĩa của ngày hôm nay, giống như là tại sao ông mặc cái bộ đồ này để đi tuần hành trong ngày hôm nay? Thưa quý vị, là Việt Nam của chúng ta đó là có quốc phục. Bởi vì chúng ta khác người Trung Hoa là chúng ta có quốc phục của người Việt Nam. Chúng tôi muốn mặc bộ đồ này để chứng tỏ rằng đây là cuộc diễn hành điều đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi mặc áo này để cho biết thế giới biết và cho người Đài Loan cũng như Pháp Luân Công biết rằng là chúng tôi không có phải là người Trung Hoa. Chúng tôi là người Việt Nam và chúng tôi cùng quý vị đấu tranh cho dân tộc của chúng tôi là Hoàng Sa, Trường Sa cũng như nước Việt Nam phải được độc lập tự do. Trường Giang tường thuật cho đài B10 từ thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Anh Không Chết Đâu Em. CD gồm 13 ca khúc viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sbtnhomeshopping.com hoặc gọi 888-500-2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA 92842. Giá CD chỉ có $10 và $5 tiền cước phí.